Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là điện thoại Alcatel K10000 Pro Max với phần chân sạc thiết kế hoàn toàn mới dạng Type-C. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần chân sạc của điện thoại Alcatel K10000 Pro Max lỗi hỏng, cần một địa chỉ thay mới chân sạc, sửa lỗi hỏng chân sạc trên điện thoại Alcatel K10000 Pro Max, quý vị các bạn vui lòng mang máy qua các địa chỉ của Di động Cao cấp.vn. Chúng tôi có sẵn tất cả linh kiện trên điện thoại Alcatel K10000 Pro Max nói chung và phần chân sạc của máy nói riêng thay mới các bạn. Quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của Di động Cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới chân sạc, sửa lỗi không sạc pin điện thoại Alcatel K10000 Pro Max cho quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Đối với khách hàng ở xa có điều kiện đến với Di động Cao cấp.vn, quý vị các bạn có thể sử dụng dịch vụ ship code COD, chúng tôi ship đến tận địa chỉ khách hàng yêu cầu. Quý vị nhận được, quý vị thanh toán tiền với bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại Di động Cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp link phụ kiện của điện thoại Alcatel K10000 Pro Max hàng đầu hiện nay.